Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Lưu Quang nhân tố mới pho tàu diệt thân tẩy. Dàn phó thủ tướng gồm 4 người mà bị loại có đến 3 người, đó là ông Lê Văn Thành vì dính virus lạ. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị loại bằng cách phế truất. Chỉ còn một mình ông Lê Minh Khái tồn tại. Ông Khái vốn là tổng thanh tra chính phủ. Vào năm 2015, ông Huỳnh Phong Chanh xua quân đến Quảng Ninh thanh tra, tuy nhiên chỉ có kết luận sai phạm giai đoạn 2001-2010 mà né giai đoạn 2010-2015. Được biết, giai đoạn từ năm 2010-2016 là lúc ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Theo thông tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã can thiệp để ông Huỳnh Phong Chanh ém đi sai phạm tại Quảng Ninh lúc ông Phạm Minh Chính làm bí thư ở đây. Đây là hình ảnh các phó thủ tướng mà ông Phạm Minh Chính chọn, giờ chỉ còn mỗi mình ông Lê Minh Khái. Những sai phạm ở tỉnh Quảng Ninh thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm bí thư bị ém đi cho đến lúc ông Lê Minh Khái nắm thanh tra chính phủ. Ông Khái cũng ém tiếp sai phạm này và được ông Phạm Minh Chính kéo về chính phủ làm phó thủ tướng. Trong 3 phó thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính vào năm 2021, ông Lê Minh Khái dường như là thân nhất. Cho nên khi 3 phó thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính bị hạ mà ông Lê Minh Khái vẫn còn thì ông Phạm Minh Chính còn trụ được. Dụng 3 phó thủ tướng mà chỉ mới cấy vào có 2 người, cả 2 người này đều là ẩn số. Có vẻ như trong đó có một người đang dùng để thay thế ông Phạm Bình Minh và chuẩn bị cho con đường hạ Phạm Minh Chính. Đó chính là ông Trần Lưu Quang. Nếu không có gì thay đổi tại kỳ họp Hội nghị Trung ương tới đây, khả năng ông Trần Lưu Quang và Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào được Bộ Chính trị. Cũng cần theo dõi những nước cờ mà ai đó nấp sau hậu trường chính trị đã dùng quân cờ Trần Lưu Quang để mà đi. Mỗi nơi Trần Lưu Quang ghé qua không lâu, ông đều tiến lên tiếp tục và tiến vào chính phủ mới trên nước chân giáo thì đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến gặp ngay lập tức. Lâu nay người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang vuốt đuôi Vương Đình Huệ cho ghế tổng bí thư và có vẻ như ông Trần Lưu Quang cũng được nuôi cho ghế thủ tướng. Tuy nhiên không biết ai đang nuôi, hoặc ông Tổng hoặc thế lực mà ông Tổng đang phò. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang là phụ tá hay là mối đe dọa đối với ông Phạm Minh Chính đây. Phải nói rằng trong 2 phó thủ tướng mới thì ông Trần Lưu Quang là nhân vật có thể làm thay đổi chính phủ trong tương lai. Còn ông Trần Hồng Hà không được đánh giá cao, thường thì ai kết thân được với Trung Quốc đều có thế lực chính trị đáng nể cả. Từ hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thoát ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Mới đây, Mỹ cho biết Trung Quốc tung kinh khí cầu do thám cả Việt Nam. Khi tin này được xác định thì lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng, tuy nhiên họ vẫn im thìn thít. Đây là thái độ thuần phục rõ ràng, và đây cũng là thái độ mà ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện cho Bắc Kinh thấy. Đây là hình ảnh, chúng ta hãy chờ xem ông Phạm Minh Chính có trụ qua hết được nhiệm kỳ này hay không. Trước đây trong chính phủ còn có được 2 phó thủ tướng Tây học, nhưng giờ thì cũng sạch bóng. Trước đây văn phòng Trung ương Đảng thân tàu, chính phủ thân tiền. Tuy nhiên, khi 3 phó thủ tướng bị bắn rụng và ngay 2 phó thủ tướng mới thì có vẻ chính phủ đã thân thiện với Bắc Kinh hơn thông qua hình ảnh ông Trần Lưu Quang gặp ông Hùng Ba. Chính trường Việt Nam còn lắm phức tạp, cũng chưa thể đoán định được điều gì khi mà ông Trần Lưu Quang chưa thể hiện nhiều trên cương vị là phó thủ tướng. Cho nên cần phải có thời gian. Tuy nhiên trước đây người ta không biết ông Trần Lưu Quang là nhân vật đáng sợ, còn giờ đây thì không còn ẩn mình nữa mà đã bước ra ánh sáng. Trần Lưu Quang là nhân tố mới nhưng có lẽ sẽ không đưa Việt Nam đến với độc lập trước Trung Quốc mà tiến gần hơn tới quỹ đạo của nước này. Ông Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ nghỉ ngơi. Có lẽ trước khi ông nghỉ, ông đã kịp cài đặt cuồng máy của Đảng Cộng sản để nó quay cho đúng quỹ đạo mà Bắc Kinh đã vẽ ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Trần Lưu Quang nhân tố mới pho tàu diệt thần Tây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí ẩn tình báo xa lưới, thầy bói thoát nạn vươn vai thành linh mục. Vụ án xử Phan Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, cựu thượng tá tình báo của Công an Việt Nam, đưa hối lộ cho cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Duy Linh. Được biết, Nguyễn Duy Linh là con trai của thượng tướng, cựu thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam đã về hưu. Tướng Hưởng từng là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Trong vụ án này có một bị cáo tên là Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1985, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hành nghề mê tín dị đoan, tức là có báo nói rằng ông này hành nghề xem phong thủy, có báo thì nói hành nghề thầy bói. Nói chung là phong thủy hay làm thầy bói đều mê tín cả. Ông này có chức năng nhận tiền của Phan Anh Vũ rồi đưa lại cho Nguyễn Duy Linh. Đây là hình ảnh Hồ Hữu Hòa bịt khẩu trang đứng trước tòa. Điều đáng nói là khi ra tòa, báo chí đăng hình ông Phan Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh mà không hề đăng mặt ông Hồ Hữu Hòa. Đấy là câu hỏi được giới báo chí quan sát đặt ra. Bề ngoài thì có vẻ như Hồ Hữu Hòa là tiểu tốt giữa hai sĩ quan tình báo của Bộ Công an. Nhưng phân tích kỹ, báo chí không đăng mặt thật của Hồ Hữu Hòa là một câu hỏi rất lớn. Có vẻ như ông Hồ Hữu Hòa còn quan trọng hơn cả hai ông sĩ quan tình báo kia. Báo chí có đăng hình ảnh Hồ Hữu Hòa nhưng là hình ảnh ông này đang mang khẩu trang. Theo thông tin nội bộ cho biết thì Phan Văn Anh Vũ thuộc cánh của Trần Đại Quang. Vì thế khi Trần Đại Quang ra khỏi tổ kén của Bộ Công an thì Phan Anh Vũ đã bị đánh. Ông Nguyễn Duy Linh là cánh Nguyễn Tấn Dũng. Khi Nguyễn Tấn Dũng về vườn, Tướng Hưởng như chim bị bắt lông nên không bảo vệ được con trai khỏi nanh vuốt của lớp mới nổi. Nguyễn Duy Linh làm ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam, Phan Văn Anh Vũ cũng làm ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam, nghĩa là hai ông này cùng ngành tại Bộ Công an, là đồng đội, vậy tại sao phải đưa hối lộ qua trung gian Hồ Hữu Hòa? Vậy Hồ Hữu Hòa chèn vào giữa hai ông sĩ quan cấp tá và cấp tướng làm ngành tình báo thì sau đó hai ông cũng bị đi tù. Phan Văn Anh Vũ 30 năm tù giam, Nguyễn Duy Linh 14 năm tù. Nhưng Hồ Hữu Hòa thì chỉ nhận có 2 năm 7 tháng, 25 ngày và được trả lại tự do ngay tại phiên tòa. Đây là hình ảnh Phan Văn Anh Vũ tại tòa không mang khẩu trang. Có người cho là Hồ Hữu Hòa không hẳn là môi giới hối lộ giữa hai ông sĩ quan tình báo của ngành Bộ Công an, mà có thể Hồ Hữu Hòa còn là cò mồi, nhử cho hai ông này nhận tội để đưa hai ông này vào tù thì án sẽ được trả lại tự do. Nhận xét theo chiều hướng thuyết âm mưu này không phải là không có lý. Với vai trò của Hồ Hữu Hòa thì có vẻ như thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ và đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh là con mồi của Hồ Hữu Hòa, chứ không phải Hồ Hữu Hòa là nạn nhân của hai nhân vật kia. Tình báo là sĩ quan được đào tạo rất bài bản, Hồ Hữu Hòa chơi với tình báo mà thoát án thì không thể dân tay ngang được. Có thể Hồ Hữu Hòa là dân tình báo mà đang ở dạng tình báo cao cấp hơn hai ông sĩ quan cấp tá kia, và cũng có thể là tình báo cho phe mạnh. Nói chung, nói Hồ Hữu Hòa là tay ngang thì khó ai tin được. Đây là hình ảnh cựu tù nhân Hồ Hữu Hòa hàng đầu thứ ba từ phải sang. Vắn mặt một thời gian bất ngờ vào tháng 2 năm 2023, giới Công giáo hết sức bất ngờ trước hình ảnh tiết lộ một vị linh mục Việt Nam được giáo phận Marcin, Giáo hội Philippines phong chức tại nhà thờ Thánh tòa Marcin. Lễ thụ phong cho thấy sự kiện diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Đây không phải là tin giật gân mà là tin hoàn toàn có thật. Một tù nhân dính đến nhiệm vụ làm ăn của giới tình báo của Bộ Công an Việt Nam được thụ phong linh mục rất thần tốc. Hồ Hữu Hòa được giám mục giáo phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long giới thiệu cho đi chịu chức ở Philippines. Đây là trường hợp rất khó hiểu. Không biết Công giáo có tiêu chuẩn chọn người làm tu sĩ như thế nào mà để một nhân vật như Hồ Hữu Hòa làm linh mục. Phải chăng tình báo của Đảng Cộng sản Việt Nam này đã ngấm vào Giáo hội Công giáo? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de với bản tin Bí ẩn tình báo xa lưới, thầy bói thoát nạn vươn vai thành linh mục. Quý vị hãy chia sẻ nhiều và cập nhật thông tin mới nhất vào bản tin tới đây của Thời báo.de. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.